这个是水，这是水，这是。放着，放在头骨下头吧。Cái nhà cô ly muối gì nè, rồi còn nóng hổi luôn á, không thấy. Đây là ốc guốc. Con đi đâu vậy? Hả? Con đi mua ốc guốc. Mua ốc. Ốc uốc à? Cái nó còn cái sọ nó nó xíp. Cô tin được bà cho nhãn, biết nói hay sao không? Con lấy hai trái về cho trời, về cho em trai một trái, nói vậy đó. Mới bịch nhãn chịu về luôn rồi, lấy thêm trái nữa. Cảm ơn chưa? Con cảm ơn bà đi. Cảm ơn. Cảm ơn bà. Xây nước mía. Mình tay vô vô nói gì vậy? Vô tay vô cái gì hơn? Oh. Em có bắt được ốc đen hả? Ốc bổ nhất. Xin chào cả nhà. Ly mới đi mua mấy con ốc guốc. Đây ở chỗ của Ly gọi đây là ốc guốc. Nhưng mà hình như cái ốc này còn có một cái tên nữa, hình như là ốc gạo. Đúng rồi, tại nó nhỏ như hạt gạo. Một lon như vậy á, một lon mà lon sữa bò á. Một lon sữa bò là 15.000. Hồi đó lúc mà chị Hai ăn á, biết không? Đau lắm rồi, lúc đó ốc lon ốc guốc nó chỉ có nhớ nhớ gỡ ra vậy ngon. Mà hồi nhỏ mình ăn mình có nhiều cách ăn lắm. bây giờ có hai cái một cách ăn à. Có nhiều người không biết ăn ốc này luôn á. Ngon lắm nha cả nhà, béo lắm nha, cái đít nó ra cái đít đen đen này nè rất là béo luôn. Ốc này mà càng lỡi là càng dính nha. Ăn càng nhiều. Không mới cưỡng lại được. Ngon không? Nè lấy cái này thử nè, mà chỉ cho cầm ở đây thử chỉ cho nè, thấy không? Đó, dữ chứ. Tôi nhìn qua nhìn con coi có hai cái túi nè, không biết gỡ luôn á hả? Ăn cũng ghiền lắm nè, ăn đi. Nó màu cam luôn, hốt qua một hốt một nắm vậy nè. Thử ăn mà gỡ được nguyên cái đuôi là hơi bị éo. Ngon lắm. Cái này mình ăn mình phải lỡ nhanh lắm. Em mới lỡ được cái đuôi nó nè. Này ủa cái này ra nguyên cái đuôi luôn nè. Đây con cầm con gỡ mày chỉ cho nè. Đừng có, nó không biết á, cô Bin không biết á, cứ bỏ vô miệng nhai cọp. Nhai nuốt nguyên cái vỏ này thử. Đúng rồi vậy đó. Thử.
Rồi thử ra. Thử ra. Đậu giống ly tôi nè. Thử. Tay cầm cái chai sâu rồi nè. Nè. Ba chân mí. Ai? Ngon mi. Ốc lúc lần nãy đi mua nó còn nóng nổi luôn. Đi mua cơm cho hai đứa nhỏ này nữa. Thế là lâu rồi em mới ăn lại. Vậy hả? Cũng lâu rồi mới ăn lại. Tại không biết, chỗ, không biết có chỗ bán. Ở trong chỗ nhà cũ của Dũng của chị á. Nguyên một cái lò đó luôn. Lò ốc luôn. Bán hình như là quanh năm suốt tháng luôn. Cơ lúc 12 tuổi đây của chị bây giờ cũng vậy. Ở ở đó gọi là ở đâu ta? Chỗ trong nhà Dũng gọi là ở đâu? Dũng chị á. Không biết nó tàn chuối vô bao giờ. Má trong nhà Dũng gọi là Long Sơn hả? Ờ Long Sơn. Ngay chủ nhà thờ Long Sơn. Đối diện với nhà thờ Long Sơn là bán ốc cuốn này. Đối diện nhà thờ Long Sơn có một cái hẻm nhỏ cả nhà đi vô. Là bán bên năm suốt tháng luôn á. Trừ khi nào mà không có người cào mới không có ốc hả. Mà người của người ta mà sao mà không có được. Mà càng lại nó càng dính thì không không thấy nào dừng lại được. Mình ở có những cái chợ như ở trên thành phố có bán á. Ốc này nè. Lúc giờ đó ở trên thành phố có bán cái chợ người ta bán người ta ngồi dĩa hè người ta bán. Có nhiều chỗ bán ốc á người ta trộn gia vị sẵn luôn. Ừ. Trộn gia vị vô. Trộn cũng ngon, cho thêm đâm với ớt, nặng thêm miếng chanh vô. Trong chanh bỏ thêm miếng đường nữa. Là ớt sảy luôn. Là trộn chung dưới này ăn ngon lắm. Ăn thiệt. Lâu quá không ăn thèm, về là phải đi mua ngay. Để một chùm vậy nè. Đây mà lỡ chưa. Nè. Vô. Dạ, làm gì nữa nào? Phải cười. Bỏ vỏ đây, đây. Bỏ vỏ ba mà. Tự bỏ. Tự bỏ. Rồi. Đó, dữ chưa. Phải. Tập lễ cuốn đi. Tập lễ cuốn đi. Rồi gớt hai cái nước tóc rồi lụm lên ăn. Vô xong rồi gớt luôn. Ngon. Này vẻ thôi mình để nhiều nhiều quá. Nó béo lắm. Cái đuôi bay ốc béo cực kỳ. Đó. Nè. Cái mùi vị nó không lẫn đi đâu được luôn. Nó độc quyền của loại ốc này luôn á. Cam. Siêu ngon. Cái loại ốc bữa nay nó mập quá. Em cũng cái con. Trời ơi, dữ vậy. Từ đây từ từ. Gai ta. Dữ ta. Ngon không? Cái gai này không con cầm nó phải ngồi yên một chỗ nữa hả? Đây nữa hả? Thôi chưa cho, em hãy qua. Thế đi rồi, chạy qua rồi. Nga khổ đơn thật. Thế đi chạy chủ mà. Mà nãy giờ vẫn chưa. Mama, nãy đi. Nà. Lễ con 2 tiếng 1. Nãy gì? Được chế nua. Mà nãy không. Đây cú ốc này thế nào. Em cay quá em được với bà ơi. Đây giờ quá. Còn trong lá ăn ốc mà cay quá nè. Ừ, nhặt cho đâu đây à? Con ăn không? Không. Nè. Không. Không. Không gì mà không? Đóng ăn.
ăn cái này không bao giờ tránh khỏi đó là có cát, nó không có nhiều nhưng cũng có cát. Rồi có làm gì mà nấu nấu măng giò heo, giờ luộc luộc bỏ gừng vô, luộc cái giò. À này là mình luộc giò, còn cái nồi bên kia nước nấu nước dùng hả? Nước dùng nước lèo á. Ồ, hôm nay mẹ Ly nấu bún măng giò heo. Cái này mình măng là măng ớt với đường. Ớp măng trước hả? Phải ướp nữa hả? Mình phải ớp, mình không ớp là nó ăn măng nó nhẵn nhẵn. À, không ớp là măng nó nhẵn. Nhẵn. Ớp một cửa cho nó tắm rồi xong rồi cái tay mở xong rồi sẽ thả vô cái nồi nước lèo. Ba nó kêu bà ngoại quýnh chết cha là quýnh ai? Hồng đưa. Bà ngoại quýnh ai? Hồng đưa. Bà ngoại quýnh ai? Hồng đưa. Ai? Nóng quá lấy cái đâu quẹt hả? Là con găm bún măng á, bún măng là phải có con găm. Sáng nhật con này cởi của hai rồi ba, cởi của hai rồi khác. Cái này mình ra cái này ớt đường này, chứ không phải là đường, ớt đường cái gì nữa. Mới quay là cũng thấy là ớt sơ rồi. Tao quay quên, tao quay quên nó. Miêu chia rồi một điện rồi. Tèn tèn tèn, cúp điện rồi. Cúp điện rồi. Đó mình thử sao măng nè, măng phải cầm sao hả nè. Là con nấu hủ tiếu gõ mà con nấu bằng xương ống á má. Cái hủ tiếu gõ nó đục ngầu. Đúng rồi. Bình thường con nấu bằng xương xương gì, xương mà xương sườn á. Sau cái bữa đó đi ra thấy xương ống ngon quá, đem xương ống nấu. Xương ống nó ra nó đục nước lèo luôn. Làm nhìn nó không có đẹp nhưng nó vẫn ngon. Nhưng mà nhìn cái màu nước nó bị đục. Nấu nước lèo mà chơi xương ống. Ngọt lắm chứ? Ngọt ngon lắm. Nhưng mà cái nước nó không có trong. Ừ, vậy cái nước nó không trong nó ngon. Hên lên nó khét rồi kìa. Ê tắc lửa ơi. Nên mình đổ vô nước nó. Cũng không chấp được, chấp được hết cũng đi một lần. Nhưng mà khi không, khi mà nấu xương ống là nó vẫn đục à. Bữa chị hai nấu hủ tiếu gõ bằng tương xương ống nó đục nước lèo. Bây giờ mới lượt. Được làm sao đó, nó đã nó vô trong nước luôn rồi. Đâu có phải cái cặn đâu. Nó ra vô trong nước, hòa quyện vô trong nước. Vậy hầm nước đầu thì mới vớt cho nó mềm cục cải. Bữa đó hủ tiếu gõ ăn giống một, nói chung là chị hai nấu hủ tiếu gõ nhiều lần rồi. Nó ngon lắm, mà kiểu như cái nước bữa đó quất xương ống cho nên nó bị đục nước. Bắt nước thơm cho ba. Món hủ tiếu gõ là món ruột mà nấu hoài. Cái lâu lâu là nấu, lâu là nấu. Nấu con nồi bún măng hai đầu bếp. Má xong rồi tới mình. Chạy ra chạy vô.
con á. Được ăn. Bỏ miếng nhờ rau vô. Con em ăn rồi, em có nhõng nhẽo không? Con hư quá à, bà có chuối với con à. Ồ, hư, nháy, nháy. Nháy. À, con mang đi chơi. Chú tương trượng chua nào lì cái mama. Chơi ôi vậy đó hả? Nước lèo ngon lắm. Là hiểu không mình ơi? Ngon lắm hả? Ngon lắm. Cái đũa em không biết cầm đũa hả? Con ăn như thiệt nhiên cũng được. Không biết. Cái món muốn măng này là ba không thích nè. Ba không thích ăn măng. Chứ mà măng thì nó thôi. Không hồi hả? Ba Ly không thích ăn măng, mà Ly nó thôi. Măng này nó tươi mà. Thơm mà hồi đâu. Mấy em không? Có lẽ bên đây là em, bên kia là anh mới đúng mà. Gớm nhất cũng cho cháu đi. Ồ, anh khóc vậy đó hả? Lúc nhẵn nhẽo quá à, đi ra chỗ khác con chơi đi, mà mặt không muốn thương con nữa. Bữa giờ thì ngoan lên, hay coi tuy tị coi. Lo ăn ngon. Tuy tị có nhẵn nhẽo không? Ăn một mình luôn thấy chưa? Ôi vậy đó hả? Nghĩ sao bố không thương tuy tị. Nó nhẵn nhẽo gì đấy? Cưa 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 sao? Má thích bú bớt của con rồi má. Cái tô của con nhỏ mà để bú nhiều quá nhìn nó muốn ăn. Khoái ăn là nước lèo cũng khoái ăn là nước lèo với nhiều hơn bú. Bỏ ra ăn cái ngon. Xấu quá à. Ngon rồi, ngon đưa ngón tay lên. Ngon. Ngon. Sao? Vậy đó hả? Ngon. Ăn quá là ngon hết rồi đó. Ây xưa. Chắc không có đâu. Có quá nữa đi rồi. Không có quá. À, tới giờ ốc chứ. Ồ sao? Sao? Ngon hả? Da này. Da. 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 Nóng mà. Da. Cái thai cứu kìa. Có. Có. Có da. Con ăn con phải sống còn nhiều để rau vô nó ngon. Còn mà tô bún mà bún đặc kẹo luôn là nhìn không muốn ăn nữa. Cá. 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 Cho heo ăn, heo mới làm heo ba. Mày làm cái gì? Giòn ăn cho nó. Nghe chiên giòn. Nhiều. Nó hơi mù măng nữa. Tươi hả? Ah, yeah.
làm con nữa. Tối tối đó ăn, tối tối rồi đó ăn thêm tô nữa. Hấp tâm đi con. Thưa thà để cơ khẩu luôn. Đừng có ăn vậy đó. Video của Ly đến đây thời lượng cũng dài rồi. Ly xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của gia đình Ly nha. Bye bye và cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video nha. Mạnh dữ.